chuyển được những cái cuộn thép gai này đây, nó kỳ công, cực kỳ kỳ công. Nước đây là nước, nước này chứa nước này mà. Hôm nay mình nói về bền, đi được cái độ cao như thế này người không được một mét, thở mắt thở mũi để ranh giới người ta biết là đây là hàng đất rừng, nó có chủ, nó được cấp phép để người ta biết là kia nó có cái ranh giới chứ không phải hàng rào an ninh. Nó còn phải nhiều tầng lắm, đấy chỉ là một tầng thôi, đây chỉ một tầng, tầng ngoài cùng, tầng ngoài cùng để gọi là cái ranh giới sâu tầng bảo vệ người, người bảo vệ chói lá rồi bẫy bẫy chuột đây nhá, bẫy chuột đây cho bạn đâu đấy, bẫy chuột đây. Chuột thì nhiều đủ các loại vậy. Cái này bền lắm. Sơ sơ qua để mọi người biết hàng thép vai của mình nha.